cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống tháng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Giờ này xin mời Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay trang nghiêm để cung đón thượng tọa giảng sư Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
giảng sư An Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng An Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Ngày nay là ngày gì quý vị biết không? Ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia. Đáng lý theo lịch là chúng ta sẽ gặp ở ngày mai, nhưng mà theo lời ban tổ chức thì muốn chúng tôi sẽ giảng ngày hôm nay. Thì vì ở ngoài kia đã có thông báo là mình sẽ học tiếp ở kinh Trung Bộ, chứ đúng ra thì mùng 8 tháng 12 chúng ta sẽ nói chuyện về ý nghĩa Thuyết Phật xuất gia. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là ở đây đã sinh hoạt từ sáng giờ nhiều, có các vị giảng sư đã giảng rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trở lại cái bản kinh Trung Bộ bài thứ 2, là bài kinh Tất Cả Các Lậu. Thì chắc có lẽ là trải qua hơn một tháng, hai tháng không gặp lại quý vị chắc quên cái bản kinh này rồi, ngay cả tựa đề cũng quên. Bản kinh Tất Cả Các Lậu này thì Đức Phật nói là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì kỳ trước chúng ta đã nói tới cái từ lậu hoặc rồi, đúng không? Lậu là sự rò rỉ, sự rỉ chảy. Chữ hoặc là sự mê lầm, tức là nơi tất cả tâm thức của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, thì dù chúng ta có cố tình nhiếp tâm nhưng mà không có khả năng được đi vào định đó, thì những cái rò rỉ nơi tâm thức của chúng ta nó cũng sẽ dẫn đến sự nhớ nhung, sự chấp trước hoặc là phiền muộn, vân vân. Thì những cái đó được gọi là những cái rò rỉ mê lầm chấp trước của mình. Ở trong kinh Đức Phật dạy có ba cái lộ mà cần phải như lý tác ý. Tức là khi mà cái dục lậu chưa sanh khởi thì sẽ làm cho nó không sanh khởi. Còn nếu đã sanh khởi rồi thì phải đoạn diệt. Cái hữu lậu chưa sanh khởi thì chúng ta phải ngăn chặn không cho sanh khởi, và sanh khởi rồi thì phải đoạn diệt. Cái vô minh lậu cũng vậy. Thì những cái sự ham muốn vật dục của chúng ta ở trong cõi dục này được gọi là cái dục lậu. Thì ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc, ham danh, vân vân. Thì trong cái năm cái dục đó, cái hữu lậu tức là những cái mà do chúng ta dính mắc nơi tiền trần ở trong 12 nhân duyên á. Phần hữu lậu là gì? Là từ cái phần ái sinh về sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh lão tử. Thì cái phần hữu lậu nó cũng tương đồng với cái phần thủ và hữu ở trong 12 nhân duyên. Còn vô minh lậu thì chúng ta biết rồi, đối với chân lý, đối với chánh pháp là không có tường tận rõ ràng. Đối với tứ diệu đế, đối với thập dị nhân duyên thì gần như chúng ta không có rõ. Chúng ta bị lầm lẫn, lầm nhận nơi thân căn ngũ uẩn này, chúng ta lầm nhận nơi hoàn cảnh, thì đó là người vô minh. Như vậy trong những cái điều này, Đức Phật tình tự sẽ chỉ dạy chúng ta là dứt trừ ba cái lậu này. Và khi dứt trừ ba cái lậu này thì chúng ta sẽ tình tự dứt trừ 10 kiết sử như hôm trước chúng ta nói. Và nếu như chúng ta tu tập mà dứt trừ được 10 kiết sử thì lần lần những cái thánh quả nó sẽ được đạt đến, từ các quả vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tức là chứng đạt chứng được thánh quả. Thì hôm trong năm đó là chúng ta đã học đến cái phần các lậu, do thứ nhất là các lậu do tri kiến được đoạn trừ, và cái phần thứ hai là các lậu do phòng hộ được đoạn trừ.
Tức là cái phần các lộ do tri kiến được đoạn trừ, tức có nghĩa là những cái thấy biết sai lầm về thân tâm của mình, về hoàn cảnh, thấy biết sai lầm về thân ngũ uẩn này. Và chúng ta thấy sau khi học chân lý mà chúng ta thấy đúng lại thì sẽ đoạn trừ. Thì ở trong kinh có những cái câu mà chuyên môn chúng ta hay nghe là kiến đạo sở đoạn hoặc, tức là thấy biết đạo lý rồi chúng ta đoạn được những cái hoặc nghiệp mê lầm của mình. Thì đó là cái phần mà do tri kiến được đoạn trừ các cái lậu hoặc. Cái phần thứ hai là phòng hộ, tức là chúng ta gìn giữ các căn của mình, để khi mà chúng ta nhìn, ví dụ như căn mắt chúng ta thấy sắc thì chúng ta phòng hộ đừng cho cái mắt chúng ta dính sắc, để cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nó xảy ra. Thì đó là cái phần thứ hai. Và hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ ba, là chúng ta sẽ học cái phần các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thì chúng ta sẽ học cái phần chánh văn trước, thì chúng tôi sẽ giảng sau. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý mà quán sát, thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy thân sự trần truồng. Vị ấy như lý quán sát, thọ dụng các món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vị ấy như lý quán sát, thọ dụng sàn tòa để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng của mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ sự nguy hiểm của thời tiết, chỉ vì mục đích sống độc cư an tịnh. Vị ấy như lý quán sát, thọ dụng dược phẩm trị bệnh để chỉ ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể sinh khởi. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không còn sinh khởi. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Chúng ta thấy là đây là những cái bước mà căn bản nó thuộc về người tu hơn là Phật tử. Và vì muốn đạt tới cái thánh quả A-la-hán, để vượt thoát cái ubi khổ não, để chứng thành thánh quả, vượt thoát cái lầm lẫn ở trong tam giới, thì cái người tu sĩ cũng như là người cư sĩ tại gia đều phải có những cái như lý tác ý, những cái thọ dụng trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày. Nếu như chúng ta tác ý như lý thì chúng ta sẽ không rớt vào cái dục vọng, không rớt vào ubi khổ não. Còn nếu chúng ta mà thọ dụng mà chúng ta không biết cách để tác ý thì chúng ta sẽ bị phiền não dậy khởi, và cái việc tu tập thiền định giải thoát chúng ta nó sẽ bị bế tắc. Thì ở đây tới cái phần thứ ba, trong bảy phần thì do tri kiến, rồi do phòng hộ, và ở đây là do thọ dụng. Thì tất cả những cái người xuất gia ngày xưa nó khác chứ bây giờ. Bây giờ chúng ta nói tới những cái điều này thì gần như ít có tăng ni biết được. Khi mà chúng ta xuất gia rồi thì chúng ta ở trong chùa rồi, có cơm ăn, áo mặc, có thầy tổ lo rồi. Nhưng ngày xưa thì không phải có dễ dàng như bây giờ. Nói về vật chất á, thì ở cái thời đại chúng ta tăng ni gần như ít ai bị thiếu thốn, và không phải khất thực đi hàng ngày nữa.
Bây giờ chúng ta thấy cái phần đầu do thọ dụng được đoạn trừ, thì Đức Phật dạy chúng ta thứ nhất á, là khi mà tỷ kheo Như Lý quán sát thọ dụng y phục. Thì ở đây chúng ta phần đông là các vị ở hệ phái Bắc Tông, Nguyên Thủy và Khất Sĩ thì ít. Như vậy theo luật thì những vị xuất gia cũng thọ ba y, và ba y đó là để khất thực, để tụng kinh, để tọa thiền, để thuyết pháp. Thì từ những cái y hậu được thọ dụng đó, thì hồi xưa các vị tỳ kheo tăng á, có khi được thọ y sau cái an cư kiết hạ. Giống như bây giờ cái truyền thống đó vẫn còn ở Phật giáo Nguyên Thủy, tức là sau khi mãn an cư kiết hạ thì có cái lễ Katina. Thì lễ đó là Phật tử ở các nơi về tham dự cái lễ ra hạ đó và cúng dường y phục cho chư tăng ni. Như vậy là một người mà thọ dụng y phục để làm cái gì? Ở đây Đức Phật dạy rất rõ là phải tác ý như lý, tức là để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, của gió, của sức nóng mặt trời, của các loài bò sát, và chỉ để cái mục đích là che đậy cái thân trần truồng thôi, chứ không phải vì đẹp, vì sang, không phải vì mục đích khác mà thọ dụng y phục. Rằng hồi xưa thì có những vị tu sĩ rất là kỹ, các vị kỹ chút, sợ mình đắm luyến trong cái khi mình nhận y. Thì chúng tôi cũng có gặp một số vị thầy mới vừa được cúng cái bộ y mới, thì các thầy liền lấy mực chấm lên cái bàn bà để cho nó bị dơ, để đừng có bị nhiễm trong đó. Thật sự thì với cái tâm đó nó cũng không hay ho gì, quan trọng là sẽ thấy hiểu được cái mục đích sử dụng y này. Thì Đức Phật dạy rất là rõ, khi mà thọ nhận y phục thì ngăn ngừa sự nóng. Nếu mà ở đây á, chúng ta ở cái xứ này là xứ nóng rồi, tương đối là nóng, nhưng mà nếu mà so với cái nóng Ấn Độ á, thì chắc chắn là chúng ta chưa có được nếm mùi đó. Ở Ấn Độ tới lúc nóng hơn 41 độ. Như vậy là có những cái loại y phục để ngăn chặn cái sức nóng nó xâm nhập từ bên ngoài vào. Và tới cái mùa lạnh thì Ấn Độ cũng lạnh kinh khủng, là dưới âm độ. Mà chúng ta chưa bao giờ, nếu mà ở cái vùng này thì chưa bao giờ nếm được cái mùi lạnh dưới 20 độ đâu. Cho nên chúng ta không thấy được những cái điều đó. Nhưng ở đây thì Đức Phật dạy là những cái vị tăng sĩ trong cái thời Đức Phật thì đa phần là ít có nơi trú xứ, nhà cửa thì đến phần sau chúng ta sẽ nói. Nhưng mà luôn luôn sinh hoạt ở ngoài trời, luôn luôn tiếp xúc với cái khí hậu nóng và lạnh bên ngoài. Thì bây giờ thì cái truyền thống khất thực ở đất nước Việt Nam chúng ta gần như là không còn. Và giáo hội cũng có một cái gì đó nghiêm cấm, tại vì cũng có lẫn lộn cái việc khất thực thiệt và khất thực giả. Thật ra là giáo hội cũng đã có những cái điều và hạn chế cái việc được khất thực ở bên ngoài. Chứ còn chư tăng ngày xưa thì sáng là phải chuẩn bị đi khất thực rồi, cho nên phải quấn y đi. Quấn y đi thì chúng ta thấy là cái truyền thống y phục trong một số cái bài chúng tôi đã nói về luật sa di rồi, chúng tôi có nói tới ba y rất là nhiều. Như vậy là chúng ta quấn cái y đó để đi ngoài đường, thì nếu mà mùa nóng thì nó chống nóng, nếu mùa lạnh thì nó chống giá rét. Rồi là những cái sinh hoạt hàng ngày thì thường không có phòng được kín, có lưới che để chống mũi mòn đâu. Đa phần là chư tăng hay ở những cái gốc cây, ở những cái dòng suối, ở trong những cái đám rừng. Thì như vậy là mũi mòng và côn trùng á, nó bay, nó đáp, nó cắn. Nếu mà không có y phục nó sẽ cắn mình. Thật ra là mục đích sử dụng cái y đó cũng thêm một cái nữa là chống được cái ruồi, mũi, chống được gió và các loại bọ sát nữa. Chúng ta nếu mà nghiên cứu kỹ về cái thời
chư tăng cái thời Đức Phật á, chúng ta thấy rõ ràng là các vị được Đức Phật dạy là không được, dù là ở một cái nơi rất là yên ổn, không có muỗi mồng, không có các loại bọ sát, có thể tọa thiền qua đêm ở một cây nào đó, nhưng rồi hôm sau phải làm sao? Phải rời gốc cây ra đi, tức là không được ở một nơi quá hai đêm, trừ cái mùa ăn cư kiết hạ thì ở một trú xứ. Còn nếu không phải là mùa ăn cư kiết hạ là chư tăng luôn luôn dời đổi nơi ăn chốn ở liên tục. Do vậy mà ngày nào chư tăng cũng đi và dời chỗ ở của mình, không có một cái chỗ lưu trú lặp lại lần thứ hai, dù ở chỗ đó được khô ráo, không có côn trùng, dễ ở, yên ổn vân vân, thì chư tăng cũng không được quyền đắm luyến cái chỗ mà đang ở đó nữa. Thì như vậy là y phục là cái được mang trên người, thì như vậy nó là một cái vật gọi là bất ly thân à. Nhớ thì một người mà khi thọ y là y pháp bất ly thân, mà lỡ có đi đâu thì bên Nguyên Thủy và Khất Sĩ thì không bao giờ rời y, chỉ trừ các vị bên Bắc Tông để bỏ cái đải vải đi, chứ không có quấn mặc cái áo đi đường, và dễ bỏ quên y lắm. Thì khi mà quên y phải làm cái lễ thọ y lại, thọ y thôi chứ không phải thọ giới, thì y phải đến với thầy bổn sư của mình hoặc là một vị tỳ kheo nào đó để làm lễ thọ y lại. Thì y đối với người xuất gia là không có rời y qua đêm. Nếu như mà chúng ta lỡ quên y qua đêm rồi là chúng ta phải sám hối trước chúng và xin làm lễ để thọ y lại. Thì đó là cái vị mà các vị sa di mình cũng phải biết điều này, chứ không phải các vị tỳ kheo đâu. Như vậy là cái mục đích nữa là gì? Đức Phật nhắc lại là để che cái sự rần ruồng xấu xí của mình, để chư tăng đệ tử của Đức Phật là tăng bảo thì phải là sao? Tướng mạo đoan nghiêm thì sẽ có y quấn thân, với cái oai nghi cử chỉ, cái tác phong ở bên ngoài của một vị xuất gia, đối với thế gian nhìn vào phải có một cái gì đó họ mến. Vậy là trong cái y phục của một cái vị xuất gia, với người Phật tử khi nhìn thấy họ sinh cái kính ngưỡng, cái hình bóng uy nghiêm của một vị xuất gia trong tăng đoàn, và kính ngưỡng tam bảo, thì đó cũng là cách để gieo thiện duyên ban đầu với những người sơ cơ. Như vậy là đối với chư tăng thì mục đích chính, như hồi nãy giờ chúng ta nói, là ngăn ngừa sự nóng lạnh, rồi côn trùng muỗi, rồi ánh nắng mặt trời, và che đậy cái thân trần trụi để giữ được cái thân đoan nghiêm. Thì như vậy là chúng ta có cái tác ý đó để không có đắm luyến y. Hồi trước khi nói về y phục thì chúng ta có một mẫu chuyện là chúng tôi hay kể, quý vị còn nhớ không? Có một vị tỳ kheo mới được thọ lá y mới, rất là thích. Và không may ngày hôm đó vị đó bị chuyện phải mất đi. Thì khi mất nhưng mà rất là thích lá y, không muốn rời. Thì theo luật đó, thì một vị tỳ kheo trong chúng mất đó, thì chúng phải làm lễ yết ma để đưa lá y cho vị khác, tức là cúng dường lá y đó cho người khác. Thì vị tỳ kheo này do đắm mê cái y của mình, không muốn rời, và liền khi đó thành một con rịp ở trong lá y. Thì khi đem lá y ra trước tăng chúng, lúc đó có Đức Phật làm lễ yết ma để đưa cho một vị tỳ kheo khác thọ cái y này, thì con rịp ở trong cái y la ghê gớm, mà la chỉ có Đức Phật nghe, chứ chúng tăng không mấy người nghe, cũng một vài vị thánh đệ tử nghe thôi. La y này y của tôi không cho ai hết, nó để cho tôi để dành cho tôi không cho người nào, rất là la lối lớn như vậy ở trong lá y. Thì Đức Phật nghe, ngay khi đó Đức Phật sử dụng thần lực của mình biến thành con rịp vô nói chuyện với con rệp kia, mà Đức Phật vẫn hiện hữu trước tăng đoàn. Thật ra có những cái chuyện Đức Phật sử dụng thần thông ít người biết, thì Đức Phật vẫn ngồi nghiễm nhiên trước tăng đoàn làm lễ yết ma,
Nhưng lúc đó Đức Phật đã nói chuyện với con rệp. Ở My là một vị tỳ kheo tên đó, tuổi đó chết vì do cái tâm đắm luyến lá y này mà đã thành rệp. Thì bây giờ phát tâm cúng dường lá y này để tạo cái phước mà thoát khỏi cái nghiệp làm con súc sanh xấu xa này. Thì vị đó được Đức Phật khai thị. Chúng ta thấy một cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta nói là chỉ có Đức Phật mới làm được cái việc này. Vì cái ngôn ngữ của loài rệp á, là nó cách ngôn ngữ của loài người xa lắm. Và nếu như không phải như Đức Phật sử dụng được ngôn ngữ của tất cả các loài, của tất cả các cõi, thì không thể nói chuyện với con rệp trong cái đoạn đó được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Nhiều khi chúng ta đọc sơ qua cái đoạn sử, chúng ta thấy thường là Đức Phật sử dụng thần thông nói chuyện với con rệp, nhưng không phải. Đó là một cái bậc đại giác Thế Tôn có đủ cái năng lực khi sử dụng ngôn ngữ là tất cả các loài, tất cả các cõi đều nghe được. Đó là gọi là tiếng phạm âm của Đức Phật. Thì con rệp được khai thị như vậy là bắt đầu tác ý, xả y, cúng dường cho chúng tăng. Như vậy là thoát khỏi cái kiếp con rệp. Thì liền khi đó Đức Phật nói là kể cái chuyện vừa qua cho tăng chúng nghe. Và dạch trong lá y đó thì rõ ràng là có con rệp mới vừa chết. Và Đức Phật nói chư tăng nên chú nguyện là cầu siêu cho vị tỳ kheo tăng và con rệp đó trước khi làm lễ yết ma trao y cho vị mới. Thật ra chúng ta thấy là nó có những cái chuyện đó ở trong kinh, và chính Đức Phật đã thấy được những cái điều này. Cho nên đó là với một người xuất gia đệ tử Đức Phật, dù là nhiễm y Đức Phật cũng không cho phép, huống chi là nhiễm các chuyện khác. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Tất cả những cái vật dụng dùng xài của mình mà mình nhiễm thì trở thành gì? Nhục lậu rồi đấy, gì? Hữu lậu. Tức là cái nhiễm trở thành cái có, trở thành cái ngã sở của mình thì trở thành hữu lậu. Và trở thành hữu lậu rồi thì sao? Thì sinh tử nó sẽ tiếp nối. Do vậy mà Đức Phật không muốn cho đệ tử của mình phải bị nhiễm trong tất cả những cái vật dùng xài, và cái thường dùng nhất là y phục cũng không được dính nhiễm. Và phải quán làm sao nó là cái phương tiện mà không thể thiếu được trong đời sống bình thường. Và nó là một cái gì đó nó không chắc thật, không bền bỉ. Chúng ta không nên chấp trước để tâm chúng ta nó xa rời sự vướng mắc trong y phục của mình. Thì đó là cái mà Đức Phật gọi là cái gì? Là phòng hộ, phải không? Phòng ngừa sự dính nhiễm. Cái kế nữa là cái thọ dụng món ăn khất thực. Đức Phật dạy là thứ nhất không phải ăn để vui đùa. Cái này thấy vậy chứ tăng ni mình cũng dễ bị vướng vào. Trong lúc ăn thì sao? Vui hơn trong lúc đói bụng không? Vui hơn. Đây là một cái thực tế, được ăn ai cũng vui, đúng không? Nhưng mà đôi lúc á, chúng ta đói bụng đến được mà ăn những cái món vừa ý, tâm chúng ta nó sao? Nó hớn hở, nó vui mừng. Có nghĩa là ăn trong một cái tình trạng là tâm sao? Thâm chấp, đắm nhiễm vật dục rồi. Thì điều này Đức Phật dạy chúng ta là phải phòng hộ cái sự vui đùa trong lúc phải ăn. Thứ hai là không phải do tham đắm, không phải do đam mê để ăn. Chúng ta thấy Đức Phật dạy rất kỹ từng chút, những người xuất gia mà được học những cái bài này và bắt đầu chúng ta thực hiện trong những cái sinh hoạt đời sống đó, thì chúng ta rất là yên ổn. Còn nếu mà không theo lời Đức Phật dạy, từ cái việc ăn, việc mặc, việc ở, tất cả những chuyện sinh hoạt, thì chúng ta sẽ dễ bị rớt vào cái hữu lậu. Và rớt vào hữu lậu tức là chủng tử sinh tử sẽ tiếp nối với mình. Không phải ăn để cho mình đẹp, không phải ăn để làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng. Sống lâu không có nghĩa là duy trì cái sự sống, mình muốn trường thọ, nhưng mà vì cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát mình chưa xong. Nếu như mình không ăn uống đầy đủ, đúng đắn,
thì cái thân nó sẽ hoại sớm trước cái phút giây giác ngộ. Ở đây muốn nói tới chuyện sống lâu là như vậy, chứ không phải sống lâu là người tu sĩ muốn ăn để trường thọ, mà vì muốn duy trì sự sống, thực hành giáo pháp của Đức Phật để đạt ngộ giải thoát mà chúng ta phải ăn uống. Đó là những cái mà những người tu sĩ khi lên bàn ăn, đối diện với thức ăn là phải có những sự tác ý như vậy. Và để thân này khỏi bị thương hại, có những người tu sĩ ăn uống không đủ, thân bắt đầu sao yếu đuối và sức lực sẽ không còn đủ để mình có thể hành đạo nữa, thì dẫn tới bệnh tật, dẫn tới tâm trí mê mờ, hơi tàn lực kiệt, thì cái việc mà tiến tu giải thoát nó sẽ bị dừng lại. Cho nên là để hỗ trợ cái gì khỏi bị cái thương hại tới thân, tức là bị thiếu chất, bị thiếu dinh dưỡng vân vân, thì tất cả những cái chuyện đó đời xưa có, nhưng mà đời nay thì nó cũng hiếm lắm, ít khi là chúng ta gặp một vị tu sĩ bị ăn uống thiếu hụt. Và để hỗ trợ phạm hạnh, đây là cái chính. Ăn để duy trì cái mạng này, sinh mạng này, để chúng ta thực hiện cái phạm hạnh để đạt ngộ giải thoát, đó là cái chính của mình. Chứ không phải vì lý do tham đắm, không phải vì lý do chấp trước, vân vân. Và chúng ta thường ăn thì có năm cái gì? Năm cái pháp quán, đúng không? Quán đức hạnh mình có đủ không để thọ dụng thức ăn này, quán công khó nhọc của đàn na đánh thí cho mình. Ăn không phải vì tham sân si, ăn vì trị bệnh khô gầy cơ thể, vân vân. Thì năm cái quán đó là tất cả những người tu sĩ phải học thuộc. Và ở đây thì Đức Phật dạy thêm một số điều nữa, để chúng ta khi mà chúng ta ngồi trước bàn ăn, thì vì cái mục đích giác ngộ giải thoát mà chúng ta thọ dụng thực phẩm, chứ không vì lý do khác nữa. Thì như vậy mới diệt trừ được cái cảm thọ cũ, không cho các cảm thọ mới phát sinh. Đây là mấy câu mà chúng ta phải hiểu. Có nghĩa là có lúc chúng ta đi, cái thời xưa có lúc, không cần nói thời xưa, nói bây giờ đi, thì có những cái bữa ăn chúng ta ăn cảm giác ngon, đúng không? Và như vậy á, cái cảm giác ngon nó qua bữa ăn đó. Bây giờ bữa ăn mới thì chúng ta lại ăn cái món ăn nó giống như hồi trước, tức là cảm thọ, mà cảm thọ cũ là chúng ta khi mình ăn thấy ngon thì chúng ta thích thú, chúng ta đắm luyến nó rồi. Như vậy là ta diệt trừ cảm thọ đó liền. Cái đó nó không còn lưu giữ nơi tâm của mình. Tức là khi mình mà đã có cảm thọ, đã có đắm luyến trong cái bữa ăn đó rồi, có nghĩa là dục lậu và hữu lậu đã hiện hữu rồi, vô minh lậu cũng đã hiện luôn. Do vậy phải dứt trừ cái cảm thọ cũ và gì, không cho khởi lên cái cảm thọ mới. Thì như vậy là ăn biết ngon không? Đây là chuyện thực tế đó. Trở lại là chúng ta ăn chúng ta biết ngon không? Nếu mà cái lưỡi không còn cảm giác ngon thì người đó bệnh rồi. Đây là một thực tế chúng ta phải thấy. Nhưng mà ví dụ như ăn cái vị nào chúng ta biết vị đó, mặn biết mặn, ngọt biết ngọt, chua biết chua, vân vân, thì đương nhiên là nếu như cái lưỡi chúng ta mà xúc chạm thì cái vị giác nó sẽ sinh ra. Mà nói là chúng ta không sinh vị giác để không biết ngon là chúng ta sai. Biết mặn tới đâu cũng biết, ngọt tới đâu cũng biết, đúng không? Vị nào biết rõ vị đó có nghĩa là vị giác chúng ta vẫn còn tốt. Và khi cái vị giác được xúc chạm tới sức ăn thì không sinh cái tham đắm chấp trước, đó mới là cái vấn đề. Chứ còn biết là chúng ta phải biết, chứ đừng nói là diệt trừ cái cảm thọ cũ, tức là cái nhận cái vị ngon vị ngọt chúng ta không biết luôn. Và có rất là nhiều người bị rớt vào cái tình huống này, tức là mình từ chối sự thật, chứ thực sự cái lưỡi chạm tới cái gì là biết cái đó liền. Chỉ trừ là người bệnh cái lưỡi mất cảm giác rồi, đúng không? Cho nên không phải là gọi là diệt trừ cái cảm thọ cũ là chúng ta hoàn toàn không biết cái hương vị của thức ăn là chúng ta sai. Vẫn biết, nhưng mà có điều là chúng ta không đắm mê, không chấp trước, không thấy đó là sự thích thú, không thấy đó là sự đam mê trong món mà mình đang ăn. Vì cái bữa đó là người ta cúng món gì mình ăn món đó, chứ mình không tự tạo, không tìm kiếm, không khôi phục lại cái món ăn đó lần thứ hai để mình ăn cho nó thỏa cái thích của mình. Thì vậy là gọi là diệt trừ cái cảm thọ cũ,
chứ không phải là diệt luôn cái vị giác. Nhưng mà nhiều người có cái hiểu lầm chỗ này, ăn hỏi chư tăng chư ni biết ngon không, lắc đầu, đố ai dám gật đầu, đúng không? Nên gật đầu là Phật tử sẽ cười mình, nó là thầy ăn còn khen còn chê, tức là còn đam mê thức ăn. Nhưng mà nếu như một người trung thực để trả lời là biết, đúng không? Dứt khoát là chúng ta để cho lưỡi là chúng ta sẽ biết ngon biết dở, chuyện đó là chắc chắn có xảy ra. Nhưng mà ngay khi chúng ta biết tất cả những cái hương vị của thức ăn, chúng ta không có tiếp là sinh tâm đắm luyến, để chúng ta quên đi cái thọ dụng cái vị giác này, để chúng ta không thèm, không nhớ, không muốn ăn lại lần hai, lần ba, lần tư, tức là không muốn khởi lại cái mới. Đó là ý của Đức Phật muốn nói như vậy, chứ không phải là chúng ta mất đi cái cảm giác ăn uống. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Một người bình thường, tất cả các vị để lên lưỡi đều biết, người mạnh khỏe. Còn cái người mà không bình thường, không mạnh khỏe, để lên không biết gì. Và đó không phải là cách mà Đức Phật dạy. Nhớ này, cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên đó là Đức Phật dạy là trừ cái cảm thọ, cảm giác, tức là trừ cái tham mê đắm luyến, chứ không phải là trừ mất luôn cái cảm giác là sai. Cái cảm thọ nó khác với cái cảm giác. Thọ có nghĩa là chúng ta nhận cái cảm giác ngon đó, gọi là cái thọ. Còn cái cảm giác để biết là mặn, là chua, là cay này nọ, là cái đó phải có xảy ra khi cái vị giác chúng ta đã xúc chạm tới cái thực phẩm. Chỉ vậy là chúng ta phải dứt trừ cái sự đắm luyến đó, để không nhớ nhung, không thích thú, không mê đắm trong cái thức ăn đó. Ăn rồi thì dặn người Phật tử, mai mốt tôi đi khất thực thì cho tôi ăn tiếp món đó, thì món đó ngon quá. Không được ăn món đó cái mình buồn, đi khất thực ngang đó không được ăn món đó thì mình buồn, thì không phải. Đó là khởi lên cái cảm thọ, cảm giác mới, và sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn nếu mà chúng ta biết cách. Như vậy là cái đời sống của chư tăng ngày xưa là mỗi ngày đều đi khất thực. Cái điều mà chúng tôi nói, cái chuyện mà thứ lớp khất thực của chư tăng nó khác với cái thứ lớp khất thực của Đức Phật. Ở đây nếu mà ai đã từng nghe chúng tôi nói chuyện thì biết cái điều này. Thật sự khi mà chúng ta hiểu được cái từ mà thứ lớp khất thực của Đức Phật á, thì chúng ta mới thấy cái điều hay của những cái bậc giác ngộ. Đương nhiên là khi đi ra đường là chúng ta sẽ đi theo đúng cái quay nghi, cái chân á, cái gót chân nó sẽ nối cái đầu ngón chân, gót chân kia nối đầu ngón chân, là một cái tay trái gì để dưới cái đáy bình bát, tay phải nắm trên cái bình bát. Và khi mà có người cúng dường là chúng ta chỉ nắm dở cái bình bát ở phía ngoài để người ta bỏ đồ ăn, chứ không được lấy mắt để nhìn có bà này bà cúng có món gì, món này ngon không. Không có chuyện đó, đúng không? Thì đúng cái quay nghi của người khất thực đó. Như vậy là trên thứ lớp, tức là từng chúng ta đi theo thứ tự, có trước có sau, các bậc thượng tọa đi trước, các vị mới nhỏ đi sau, vân vân, theo cái kiểu thứ lớp khất thực, và trình tự từng nhà, không chọn lựa trên con đường đi của mình. Và đến khi nào mà mình thấy rằng thức ăn vừa đủ, không được khất thực dư thức ăn để dành qua hôm sau. Ở chuyện đó là không có, không có chứa thức ăn đâu, vừa đủ để có thể thọ dụng trong ngày. Và nếu như ngày đó có một vị tăng nào mà bệnh á, mà không đi khất thực được, thì nhận cái lời gọi là khất thực dùm. Thì như vậy là mình có thể khất thực quá với cái phần ăn của mình, để mình về mình lấy cái phần ăn đó mình chia cho vị tăng bệnh ở nhà. Chứ còn nếu đúng luật là vừa đủ thức ăn và không được ráng nữa, vừa đủ. Và phải tìm, một là đi theo đăng đoàn để đến một cái nơi nào đó ngồi lại ăn, hai là nếu như mình đi riêng một mình là tìm một cái nơi nào đó để chú nguyện xong rồi thọ dụng. Cái đó là theo cái kiểu thứ tự khất thực của chư tăng bình thường. Nhưng mà riêng Đức Phật thứ tự khất thực là cái gì? Đức Phật có phải đi từng nhà giống như chư tăng không? Đây là điều mà chúng ta phải biết thêm về Đức Phật. Chúng ta vẫn thấy Đức Phật đi trước tăng đoàn như bình thường. Nhưng mà lúc đó có khi Đức Phật xuất hiện trước mặt cái ông trời Đế Thích, hoặc là xuất hiện trước một cái cõi nào đó ở trong tam giới này. Vì sao vậy? Vì với trí tuệ Đức Phật thấy rất rõ
trong cái khoảnh khắc này là theo thứ tự nhân quả người nào được gặp Đức Phật. Đây là điều kinh khủng mà không có một vị thánh nào có thể làm được điều này. Như vậy là trên cái đường đi khất thực, đúng giờ đi khất thực đó thì vẫn thấy Đức Phật đi trước chúng sanh. Như Đức Phật xuất hiện, ví dụ như Đức Phật hai hàng Phật tử đứng, mỗi một hàng 1.000 vị Phật tử đứng hai bên đường. Người thứ nhất được Đức Phật phải gặp á, là cái người 999 đằng sau kia kìa. Như vậy mà tăng đoàn vẫn thấy Đức Phật bước bước đầu tiên ở đầu hàng này, gặp người thứ nhất, nhưng không phải người thứ nhất theo thứ tự nhân quả là ở chót bẹt ở phía sau á. Vì vậy là người đó sẽ thấy Đức Phật xuất hiện trước mặt mình và dâng thức ăn cúng dường cho Đức Phật ngay cái phút giây đó. Nhưng mà cả tăng đoàn gần như không ai biết, là Phật tử chung quanh cũng không ai biết chuyện này luôn, chỉ Đức Phật và người đó biết thôi. Vì vậy là người thứ hai trong cái số Phật tử đang đứng là đứng cái hàng số 500, thì Đức Phật liền xuất hiện trước mặt cái người thứ 500 trong cái hàng đang đứng đó. Và cái người Phật tử đó thấy Đức Phật xuất hiện và đem dâng thức ăn để đặt bát cúng dường Đức Phật. Và không đơn giản đâu, chúng ta thấy cái chuyện này kinh khủng, nó không đơn giản đâu. Tức là khi mà Đức Phật đã đi khất thực thì không phải cõi người cúng dường mà hằng hà sa số các cõi muốn cúng dường. Như vậy thì một phút giây đó có thể là hàng trăm người ở hàng trăm cõi đúng cái giây đó được cúng dường Đức Phật, thì họ liền thấy Đức Phật xuất hiện trước họ. Đây là điều kinh khủng. Và có những người đã thấy Đức Phật xuất hiện trước mặt họ rồi, nhưng mà họ không cách nào đặt cái phần ăn vô bát Đức Phật được. Vì sao? Vì chưa tới cái phút của người đó cúng dường. Không phải Đức Phật chọn lựa, vì nhân quả chưa tới. Ông tới thứ 5 lần, thì vậy là trong phút thứ 4 có khoảng 2 triệu các cõi lại cúng dường Đức Phật trong phút giây đó. Như vậy là đúng 2 triệu người đó được quyền đặt bát cho Đức Phật, 2.001.000 là đứng hàng thứ 4 rồi. Thì phải chờ tới lần thứ 4 của nhân quả kia mới được đặt bát cúng dường. Tại nên cái chuyện cúng dường Đức Phật là một cái gì kinh khủng lắm, mà chúng ta ít có khi nào chúng ta hiểu nổi. Như vậy là khi mà Đức Phật đi cúng dường thì chúng ta chỉ thấy là những người phàm đứng sắp hàng ở trên đường đi, Đức Phật đi tới rồi họ dâng, họ đặt bát cúng dường, đặt bát cúng dường, đặt bát cúng dường. Đó là cái nhìn của phàm phu. Nhưng mà thực sự về cái nhìn của nhân quả, cái nhìn của trí tuệ giác ngộ của Đức Phật và cái nhân duyên để giáo hóa của Đức Phật là kinh khủng. Chúng ta không có đủ cái đầu để chúng ta thấy nổi, thấy hết cái điều mà Đức Phật khất thực trong một sát na thôi. Chứ đừng nói là nhiều, trong một sát na là hằng hà sa số các cõi để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà không ai thấy, và họ cứ bỏ là không bao giờ đầy bát của Đức Phật. Đức Phật muốn hiện đầy thì người ta thấy đầy. Đó là một điều nữa. Tức là bây giờ, ví dụ như Đức Phật mới có đi tới người thứ nhất thôi, và người này cái duyên được cúng dường, trong cái phút đó cái duyên được cúng dường, thì họ thấy cái bát Đức Phật chưa đầy và họ đặt cái phần ăn vào bát Đức Phật được. Nhưng mà bước tới người thứ hai, cái nghiệp của họ, cái duyên của họ chưa phải được đúng nhân quả để cúng dường Đức Phật ngày hôm nay. Và như vậy họ nhìn thấy cái bát Đức Phật đầy, họ không thể đặt thức ăn vô được. Đó là điều rất là kỳ lạ. Thật ra gần như là sắp hàng như vậy thì Đức Phật cũng theo thứ tự mà khất thực. Như vậy mình nói là Đức Phật không thương cái người này, không cho người này đặt bát cúng dường, có đúng không? Không phải, Đức Phật không bao giờ làm việc sai nhân quả. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Chứ không phải là khi cái người này thấy bát đầy không được đặt cúng dường Đức Phật họ buồn, không phải như vậy. Và họ cũng thấy, họ có cảm giác là họ được đặt bát trong phút giây đó, nhưng mà không bao giờ được. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thật ra nói tới cái chuyện mà khất thực của Đức Phật là nghìn trùng sai khác đối với chúng ta. Chúng ta hiểu điều này để chúng ta thấy từng cái sát na mà sinh hoạt trong đời sống đời thường như mình ở đây á, thì mình thấy rõ ràng là Đức Phật cũng đi bộ, và Đức Phật cũng nhận cái thức ăn của đàn na tín thí cúng dường, và cũng theo thứ tự từ người thứ nhất tới người thứ hai, người thứ ba, chứ Đức Phật đâu có bay đi đâu, đúng không? Thì nhìn đó là nhìn theo kiểu thường. Nhưng mà thật sự trong những cái phút giây đó là
cái đầu của loài người của chúng ta không đủ sức để thấy. Nếu mà chúng ta hiểu được một sát na chuyện xảy ra nơi Đức Phật thì chúng ta mới thấy rõ ràng là chỉ có Đức Phật mới làm nổi chuyện này. Và càng hiểu cái chuyện Đức Phật thì cái lòng mà kính ngưỡng của mình đối với Đức Phật nó đến mức độ tận cùng, không phải chuyện bình thường. Và cái chuyện mà chúng ta thấy trong một số những cái chuyện chúng tôi nói về mấy cái nạn theo kinh, đó là có mấy cái nạn của Đức Phật, trong đó có một cái nạn gì? Mã mạch. Quý vị nhớ cái chuyện này không? Như vậy có một cái lần vua, hình như là Bình Sa Dương là phải, mời Đức Phật cúng dường 3 tháng hạ và 500 vị tỳ kheo tăng. Khi mà Đức Phật nhận lời rồi thì ổng lại bị ma ám, ổng ổng mê chơi, ổng quên dặn quần thần quyến thuộc sất bát cúng dường Đức Phật, khiến cho chúng tăng không có thức ăn để ăn, và Đức Phật cũng vậy. Vì vậy là cái ông mà cho ngựa ăn ở trong hoàng cung thấy chư tăng đói và trình lên nếu như Đức Phật và chúng tăng chấp nhận ăn lúa ngựa thì ổng sẽ cúng dường. Bây giờ không thể nói ông vô được nữa, ổng sẽ cúng dường. Thì Đức Phật đồng ý. Trong cái số chư tăng ăn mà trong đó có ai? Có A Nan. Thay vì được ăn cơm thì bây giờ ăn lúa ngựa thì rõ ràng là khó nhai lắm. Khó nhai lắm thì A Nan bắt đầu khóc lên. Ăn ngày đầu thì được, qua ngày thứ hai là ăn hết nổi rồi, A Nan khóc. Đức Phật mới hỏi: "Tại sao ngươi nhìn ta ngươi khóc?" A Nan nói: "Thầy là thầy của trời người, chỉ cần ngài mở tâm một cái thôi là khắp tất cả các cõi tới đây để cúng dường. Mà bây giờ thầy lại ngồi đây ăn lúa ngựa, con rất là xót." Thì lúc đó Đức Phật mới ngoắc A Nan lại. Đức Phật kêu A Nan hả miệng ra. Đức Phật bóc từ trong cái lúa ngựa trong bát bỏ vào miệng A Nan một cái, A Nan khóc rống lên cái nữa, khóc lớn hơn hồi nãy. Đức Phật nói: "Hồi nãy người khóc thì ta đồng ý, nhưng bây giờ người khóc vì lý do gì?" A Nan nói: "Bạch Thế Tôn, đây là lần thứ hai con được thọ hưởng cái hương vị cam lồ. Lần đầu thì cũng có một cái kỳ là có một vị chư thiên nào đó cúng dường Đức Phật cho con được nếm cái vị này. Và đây là lần thứ hai trong cuộc đời của con, chưa có cái hương vị nào ở trong trần gian có thể so sánh được một phần ngàn, một phần trăm ngàn cho tới không thể so sánh được cái hương vị này. Cho nên con xúc động, con khóc. Và xin thưa Đức Phật, thì đây là lý do gì?" Thì Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói là phước của ta. Tất cả những thực phẩm qua tay ta đều biến thành cam lồ thượng vị. Thì lúc đó A Nan mới hiểu. Cho nên trong kinh mà có những cái đoạn chúng ta học, chúng ta thấy là Đức Phật gọi là bị gì, kim thương mã mạch là trong bảy nạn, thì tôi xin thưa đó không phải là nạn, mà nạn của chúng tăng chứ không có nạn của Đức Phật được. Đức Phật đụng gì cũng thành cam lồ hết. Thành ra ăn lúa ngựa không có nghĩa là Đức Phật bị cái nạn đói. Chúng ta nên hiểu điều này. Và vì Đức Phật gieo duyên gì đó với cái cõi nước của chúng ta trong giai đoạn đó, và mấy vị, mấy trăm vị tỳ kheo cũng phải trả cái nhân quả mà Đức Phật không muốn nói ra, để cho chư tăng phải ăn lúa ngựa trong suốt 3 tháng an cư này, là Đức Phật muốn cho chư tăng trả một cái loại nhân quả gì. Nhưng mà trong kinh không nói tới, chứ đó không phải là cái nạn của Đức Phật, mà đó là giai đoạn phải trả nhân quả của chúng tăng. Chúng ta nên hiểu như vậy. Hiểu như vậy để chúng ta hiểu giai đoạn cuối trong lịch sử Đức Phật là cái gì. Đức Phật ăn nấm độc trước khi tịch đúng không? Bị tiêu chảy trước khi tịch đúng không? Tôi đã nhiều lần nói chuyện này, mà mỗi lần nói tới chuyện này là tôi rất là bức xúc. Lịch sử mấy ngàn năm vẫn còn để nguyên một cái chuyện tào lao của Đức Phật. Đó là một cách mà ngoại đạo nó chen vào để nó phỉ báng một vị giáo chủ. Từ cái chuyện này chúng ta suy ra Đức Phật có thể ăn nấm độc không? Tất cả các loại độc đều biến thành cam lồ thượng vị để nuôi sống với sức khỏe Đức Phật.
thì không có cái chuyện mà Đức Phật ăn nấm độc để bị tiêu chảy. Khi mà Đức Phật đã chứng đạo quả vô thượng trên đẳng giác rồi là tất cả các nghiệp đều chuyển thành đại giác ngộ hết á. Cho nên những cái người mà mang nghiệp xấu ác đến Đức Phật đều được giác ngộ, như con voi sai cũng phải quỳ trước Đức Phật kia mà. Đâu phải là người bình thường nữa. Con thú đã được thuốc rượu sai rồi nhưng mà gặp Đức Phật còn phải quỳ, huống chi là con người. Cho nên không có nói chuyện là Đức Phật bị nạn, bị nghiệp. Một người đã vượt thoát ngoài tam giới mà Đức Phật còn bị nạn sao? Và hiểu sao về Đức Phật? Không hiểu nổi cái giá trị của một cái bậc thánh. Nếu mà chúng ta hiểu nổi giá trị của một bậc thánh thì chúng ta thấy chuyện kinh khủng lắm. Một cọng lông cũng không thể chạm tới được. Đó, từ đó tôi cũng nói nhiều cái chuyện của Ngài. Ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết rồi vân vân. Thì như vậy là từ khi mà Thiên Ma Ba Tuần đã báo với Đức Phật là tới ngày giờ để nhập Niết Bàn, thì lúc đó A Nan nghe, nhưng A Nan bị che mờ tâm trí, không có thỉnh Phật trụ thế. Đức Phật kêu A Nan ơi, ta 3 tháng rồi nhập Niết Bàn đó con. Dạ bạch Thế Tôn, 3 tháng rồi nhập Niết Bàn ạ. Đức Phật thấy không nói câu nào, Đức Phật lặp lại lần thứ hai. Này A Nan, những người đã tu chứng tứ niệm xứ thì có thể kéo dài tuổi thọ từ 100 năm, 1000 năm cho tới hằng hà sa số năm mà không bao giờ bị tịch. Đó A Nan ơi, nhưng ta 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn, ta là thánh đã chứng được tứ niệm xứ, đã chứng được tứ như ý túc, thì có thể kéo dài sinh mạng bất kể giờ phút nào đó A Nan. Dạ mô Phật, bạch Thế Tôn, 3 tháng nữa Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đức Phật lập lại lần thứ ba là cái người mà đã chứng được tứ như ý túc thì người đó có thể kéo dài thọ mạng bất kể giờ phút nào đó anh em, nhưng mà ta 3 tháng nhập Niết Bàn. Anh em bạch Thế Tôn, 3 tháng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật đành xả bỏ thọ mạng, trả bỏ trước 3 tháng mới nhập Niết Bàn. Đây là cái chuyện mà trong tam giới chỉ có Đức Phật, chứ đừng có nói là cái thế giới loài người mình. Thì khi bất kể ai xả bỏ thọ mạng là ngay khi đó đi liền. Vậy mà Đức Thế Tôn đã xả bỏ thọ mạng tới 3 tháng sau mới nhập Niết Bàn. Đây là cái chuyện trong lịch sử chúng ta phải biết. Thì như vậy là khi một cái người đã chứng quả giác ngộ như Đức Phật mà đã xả bỏ thọ mạng 3 tháng trời mới nhập Niết Bàn, thì cái chuyện của thằng cha cúng cái tô nấm độc đó có thể làm gì được Đức Phật không? Nhưng mà không ai có thể đặt lại vấn đề này, để cái chuyện nó còn nguyên trong sử. Thì tôi cũng không biết lý do gì. Nhưng mà đến mình thì mình thấy chuyện nó hoàn toàn sai trái, là rõ ràng không phải là thực sự. Và chúng ta nên loại cái đó ra khỏi sử của Đức Phật, để cái đạo Phật nó còn có một cái giá trị gì đó, giá trị thật. Chứ còn cái chuyện mà Đức Phật ăn nấm độc để tịch là chuyện ảo, chuyện không thật, người ta muốn gài vô để làm mất giá trị của đạo Phật mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải biết như vậy. Nên ở đây thì Đức Phật dạy cái người xuất gia, ở đây là phần chính là cái người xuất gia. Thì khi thọ dụng thức ăn không được đắm mến, không được khởi lại, nhớ tưởng lại là ví dụ như là ở đây kêu bằng diệt cái thọ cũ, tức là quên đi cái ngon cũ, không được lưu tâm, không được để ý là bữa hôm trước tôi ăn ngon, bữa nay tôi ăn không bằng, hoặc là ăn ngon quá, bây giờ làm sao phải ăn được lại bữa nữa. Thì đó là cái cách mà Đức Phật dạy là chúng ta phải diệt đi cái thọ cũ, cảm thọ cũ, và không sinh khởi cảm thọ mới. Thì như vậy là không sanh lỗi lầm, không sanh lỗi lầm. Chúng ta làm được điều này không? Thật ra chúng ta thấy được học lại những cái kinh nguyên thủy thì chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rất kỹ cho cái người xuất gia. Nếu như từ cái miếng ăn mà chúng ta không bị đấm nhiễm thì những chuyện khác cũng khó đấm nhiễm lắm. Nhưng bây giờ mình có đấm nhiễm thức ăn không? Nói thiệt thì có đấm nhiễm không? Đấm nhiễm nhiều quá, chứ không phải đấm nhiễm ít. Như vậy là mỗi lần mà chúng ta cảm giác chúng ta rất là thích thú khi chúng ta ăn món đó, chúng ta cảm giác nó rất là ngon và chúng ta muốn ăn lại, rõ ràng là bắt đầu cái gì?
đầy đủ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu xảy ra. Và như vậy là phiền não, khổ đau nó sẽ xảy ra với mình. Sinh tử vẫn còn tiếp nối. Mà cái việc ăn mình đắm nhiễm thì việc khác rất là khó thoát. Đây là điều mà chúng ta phải biết trong ngũ dục. Đương nhiên một người đắm nhiễm ngũ dục, tức là người đó làm gì? Đang ký giấy. Để gì? Để cam kết rằng mình còn ở lại cõi trần gian này tiếp. Một trong năm dục. Và năm dục này là thể hiện một con người trọn vẹn ở cõi trần, ở cõi phàm, không thoát ra được. Ra là trong cái việc ăn mặc và ở, để hai cái Đức Phật đang nói chuyện mặc, chuyện ăn, thì chuẩn bị chúng ta sẽ học tới cái chuyện ở. Trong ba cái này mà nếu như một cái người tu mà còn đắm nhiễm thì chắc chắn người đó còn ở là cõi phàm. Dù có nói hay cỡ nào cũng biết là vẫn còn đang ở cõi này, không thể ra được. Vì ấy khi như lý quán sát, thọ dụng sàn tòa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, mũi, của gió, của sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm và thời tiết, với mục đích sống độc cư an tịnh. Bây giờ tới sàn tòa, tức là cái gì? Chỗ ngồi. Thì như vậy là khi thọ dụng khúng một cái chỗ yên ổn để mình ngồi, thì đương nhiên là Phật tử mà khi soạn cái chỗ để cho chư tăng được tải cái tọa cụ để ngồi á, thì chắc chắn không có chỗ nào mà nguy hiểm rồi, không? Không phải là chỗ nóng, không phải là chỗ mưa, không phải chỗ gió, không phải cái chỗ mà của ruồi mũi, của bò sát có thể tới được. Thì như vậy là khi mà thọ dụng sàn tòa với mục đích gì? Sống độc cư thiền định chứ không có chuyện khác. Nhận cái chỗ ngồi, nhận cái chỗ để an tọa, để ngồi thiền, để tu tập chứ không phải vì cái sự mà thọ hưởng cá nhân. Không phải vì mục đích này, không phải vì chỗ này tôi ngồi yên nè, không phải vì chỗ này tôi nghỉ yên nè, và để cho thân tôi khỏe, không phải như vậy. Mà vì cái mục đích là độc cư và an tịnh, tức là ở yên và thiền định. Ngoài mục đích đó ra không có mục đích khác để nhận chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nghỉ ngơi. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi mà ví dụ như bây giờ ở cái chùa tập thể mà chúng ta được gì đó, các vị lãnh đạo mà chia cái đơn á, ví dụ như bây giờ ở là gọi là chia đơn, phải không? Thì mình phải lựa chỗ nào ví dụ như gần quạt hay là gần máy lạnh hay là gần cửa sổ gì đó để chi? Để được mình thoáng mát rồi mình nghỉ ngơi cho tốt hơn người kia, vân vân. Thì đó là cách mà chúng ta thọ dụng sàn tòa. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật dạy kỹ không có cái chuyện đó. Tức là tất cả chư tăng khi mà nhận sàn tòa rồi không vì lý do nào khác, để mà tránh gió, tránh sương nóng mặt trời, tránh ruồi mũi, tránh cái côn trùng, vân vân. Và với mục đích chính là để tu tập, để thiền định, tức là độc cư, an tịnh, là để tu tập thôi chứ không có lý do khác. Thì khi chúng ta nhận cái chỗ ở phải có tác ý này. Thì đây là những người mà gọi là tu tập theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật á, mà được học những cái điều này chúng tôi nghĩ là dễ tu tập. Mà những cái điều này chúng ta không thực hiện được á, chúng ta thấy cái việc tu tập chúng ta khó khăn lắm. Đây là những cái bước rất căn bản khi mà chúng ta đi vào. Thì như là ba cái việc ăn, mặc và ở. Chúng ta nhớ một câu ở Ngài Quy Sơn là gì? Tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc, đúng không? Nếu một người mà tu theo đạo Phật để mà tiến tu đạo nghiệp, để trang nghiêm cái thân này, để thân tiến bước đường giác ngộ giải thoát của mình, thì ba cái việc ăn, mặc và ở thì sao? Hơi thiếu thốn một chút, còn cái đường có sung mãn. Bất túc có nghĩa là nó không có được đầy đủ, cái gì đó nó vừa chừng hoặc là thiếu thốn một tí, để chúng ta đừng có đắm nhiễm trong ba cái việc ăn, mặc và ở này, thì cái người tu mới có thể gìn giữ được cái phạm hạnh của mình. Chứ còn đắm mê trong cái việc ăn, mặc, ở thì rất là khó mà thoát khỏi cái cõi vật dục này. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và diệt não có thể khởi lên,
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy thì các lậu hoặc tàn hại nhiệt não không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thì người tu á, khi mà thọ dụng nơi ăn, chốn ở, thực phẩm và y phục, phải tác ý đúng như lời Đức Phật dạy. Để chi? Để nhiệt não không có, để sự tàn hại không có khởi lên. Chúng ta phải quan sát đúng như mình nói hồi nãy giờ. Bây giờ để gìn giữ cái gì? Cho tâm đừng có bị nhiệt não, tâm đừng có bị phiền não, tâm đừng có bị dục nhiễm xảy ra. Cái chính là dục nhiễm. Và khi dục nhiễm xảy ra rồi thì phiền não nó sẽ xảy ra. Như là cách để phòng hộ, để đoạn từ cái lậu, hữu lậu và vô minh lậu của mình. Tới cái kế tiếp là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn để được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo có như lý giác sát. Kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng của mặt trời, của các loài bò sát. Kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng. Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, các cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não sẽ có khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Những cái điều này nếu mà xảy ra đúng đó, hả, thì không còn một mấy người tu hết đó, trong cái thời này. Không? Bây giờ chúng ta thấy cái chuyện kham nhẫn nè. Thứ nhất là kham nhẫn cái lạnh. Ở đây thì chúng ta không ở được cái vùng lạnh, không nếm được cái mùi này. Ví dụ như bây giờ tới cái mùa đông lạnh, mà tới giờ mình phải rời khỏi cái giường ngủ của mình để mình lên thiền đường mình ngồi thiền, không còn trùm mền để cho ấm nữa, thì chúng ta đủ sức để kham nhẫn không? Lạnh quá đi lên tọa thiền, ngoài cái chuyện quấn y còn quấn thêm cái mền, rồi đội thêm cái mũ, còn mang thêm cái vớ, mang thêm cái bao tay, còn kiếm cái chỗ kính ngồi nữa, đó vân vân. Có nghĩa là chúng ta không kham nhẫn nổi cái lạnh. Thì như vậy là với cái người đệ tử xuất gia của Đức Phật, lạnh chút mình chịu không nổi, thì chuyện sinh tử thì sao mình chịu nổi? Nhưng mà ít có ai thấy được điều này, nó lạnh chút là đã thấy khó chịu, rồi đã bỏ trốn. Ví dụ như bây giờ ở cái vùng lạnh mà tới cái mùa đông nữa, thì chúng ta sẽ kiếm cái xứ nóng để chúng ta tu, chứ còn cái xứ lạnh chúng ta tu không được, gọi là chúng ta sẽ bỏ đi, không trốn. Bỏ đi có nghĩa là chúng ta không đủ sức để kham nhẫn cái khí lạnh. Nhưng mà người xưa không có, tại vì đất Ấn Độ mà mỗi lần di dời là đi từng bước và phải đi theo tăng đoàn. Cho nên nếu mà gặp cái mùa lạnh, Đức Phật và chúng tăng ở cái vùng phía bắc của Ấn Độ nữa là lạnh kinh khủng, tuyết rơi như vậy và đầu trần chân đất, rồi lại cái gì nữa, không được ở trong cái mái che đâu, ở giữa cánh rừng, ban đêm tuyết rơi lạnh buốt, nhưng mà chư tăng vẫn bình thản thiền định. Không có cái vụ mà có ro cốt rút lạnh quá, thầy ơi, lạnh quá huynh ơi, không có chuyện này. Không có chuyện này, không có rên rỉ. Tức là vừa không tránh né, không rên than, không chạy trốn, thì mới gọi là kham nhẫn. Như vậy là họ chịu đựng được cái giá rét mùa đông dưới âm độ, mà họ vẫn giữ được tâm bình thản để thiền tọa, thì đây là mới là cái người kham nhẫn. Chứ không phải gắng chịu mà cắn răng chịu, không có. Không có cái chuyện kham nhẫn có nghĩa là gắng chịu đựng, gồng người để chịu đựng, là không có chuyện này đâu. Cho nên chúng ta nghĩ cái chuyện kham nhẫn là mình gắng, cố gắng mình chịu đựng để cho nó qua cái này, không có. Với chúng ta ngày xưa khi đã nhận cái là lời dạy của Đức Phật để có thể tu tập rồi, thì dù lạnh hay là nóng
các vị vẫn an ổn trong thiền định theo lời dạy của Đức Phật, phải sống trong pháp của Đức Phật. Cái chuyện nóng lạnh là cái chuyện của nóng lạnh, còn cái chuyện hành pháp Đức Phật là các vị hành pháp Đức Phật không rời. Đó mới gọi là cái kham nhẫn, mà chúng ta phải hiểu được cái chuyện này. Vì vậy chư Tăng dù thay đổi thời tiết nóng hoặc là thay đổi thời tiết lạnh thì chư Tăng vẫn an ổn trong thiền định. Không có dao động tâm thức, không có sợ, không có cái thái độ chống đối. Không phải ngồi thiền gán hít thở để chống lạnh, không phải ngồi thiền hít thở để chống nóng, không có chuyện này. Chư Tăng vẫn bình thản để có thể hành pháp của Đức Phật. Thì nóng, biết nóng, lạnh, biết lạnh, chứ không phải gì chống lạnh, không phải gì chống nóng, không phải gì ráng chịu. Cái từ kham nhẫn không có nghĩa là ráng chịu, mà thể hiện cái sự bình thản để tu tập. Đó mới là một cái sự kham nhẫn thật trong cái hàng đệ tử của Tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa. Chúng ta nên thấy điều này để thấy rằng là bây giờ mình chưa nếm được những cái vị này. Nóng mà giữa trời nắng mà chúng ta phải đi chân không, chúng ta phải đi đầu trần. Và chư Tăng không dừng thì chúng ta không dừng, mình gắn đi theo, có đúng không? Không có chuyện đó đâu, không có chuyện tất cả chư Tăng không có chuyện ráng đi theo người đi trước đâu. Mà từ đầu cho tới cuối, trong 1250 vị tỳ kheo đi theo Đức Phật trên đường giữa nắng, thì như vậy chư Tăng cũng luôn giữ được cái chánh niệm, luôn giữ được cái thiền định của mình, để từng bước an ổn, an lạc trên bước đường đi. Chứ không có cái chuyện mà gán đi để gần chút nữa tới rồi mình được nghỉ, không có cái tâm này. Thì cái chuyện mà phải dùng cái từ kham nhẫn ở đây không có nghĩa là cái chuyện ráng chịu, mà chư Tăng giữ yên mình trong pháp của Đức Phật, để cái chuyện nóng lạnh không tác động, không làm dao động tâm thức, không làm cho người ta cảm giác phải khổ, phải sợ hãi, phải chống chọi và tránh né. Thì đó là cái từ mà được gọi là kham nhẫn ở đây. Chúng ta nên hiểu chứ không phải là gồng mình gắng chịu. Không có cái chuyện mà kham nhẫn là chống nóng và chống lạnh. Vậy gì nữa? Cái đối khác á, trong kinh không có nói hết cái chuyện của chư Tăng. Có những khi Đức Phật và chúng Tăng á, đương nhiên là cái phước của Đức Phật đủ đi đâu chư thiên khắp nơi cúng dường tới đó. Nhưng mà có những cái đoạn Đức Phật cũng muốn cho đệ tử mình nếm mùi đói. Đi ngang một cánh rừng dài hàng chục cây số như vậy, thì từ 8 giờ mà đi cho tới 1-2 giờ trưa quá ngọ rồi mới ra khỏi rừng, mới có dân cư. Như vậy đi trong rừng ai cũng dường không có. Thì chư Tăng có phải bị dao động để gắng nhịn đói không? Không có. Mình nói tới cái từ kham nhẫn là không có phải là từ gắng chịu theo cái nghĩa của người Việt mình, mà kham nhẫn có nghĩa là an nhẫn trong cái thiền định để mà hành sống đúng với pháp Đức Phật dạy. Cho nên có đôi lúc Đức Phật vẫn để cho chư Tăng một vài ngày trống bao tử. Dùng cái từ là một vài ngày trống bao tử để làm chi? Để có sức khỏe và để tạo dựng cái ý chí tu tập của một cái người phải thể hiện cái đời sống là thoát trần thoát tục. Cho nên Đức Phật có đôi lúc cũng dạy những cái bài học đối khác cho chúng Tăng. Không phải là Đức Phật không đủ phước để có thể bọc đệ tử mình, nhưng mà có lúc Đức Phật phải dạy đệ tử mình điều này. No đủ thì chuyện bình thường, nhưng mà đối khác có bình thường không? Nếu đối khác mà vẫn giữ được cái an ổn, an lạc tu tập thì đó mới là một người thật tu. Cho nên no cũng không có tâm đắm nhiễm, đối không có tâm dao động. Cả hai cái điều này là chúng Tăng sẽ đạt được. Cả đối lẫn khác nữa, đi nguyên một cái khúc rừng dài hàng chục cây số, không có một miếng nước để uống luôn, không có một cái dòng suối nào để uống hết. Chư Tăng vẫn đi bình thản để hành pháp, sống trong pháp của Đức Phật. Đó mới là cái người mà thực sự là Đức Phật muốn đào tạo. Còn khó một chút bỏ chạy rên la rồi là không phải. Ở trên đó không phải là người mà Đức Phật muốn dạy. Cho nên người xuất gia là phải thực sự sống được trong ở cái thuận và cái nghịch, mà tâm không dao động, không sợ hãi, không lo toan, thì đó mới là cái người đúng với cái nghĩa mà kham nhẫn ở đây Đức Phật dạy. Có những cái chỗ mà cái tay trái bốc cơm, tay phải phủi rùi. Tại sao? Có những cái lúc mà chư Tăng khi mà vào những cái thi lâm
tức là những cái rừng mà bỏ xác chết á, thì rùi nhặng không thể tưởng nổi đâu. Nhưng mà có những lúc chư tăng phải hành thiền trong đó. Trời ơi, ngồi xuống một cái gọi là bù rùi, nó bù thấy rùi, thấy một đống rùi chứ không thấy cái mặt của mình. Nó không phải là rùi nhặng bình thường. Nhưng mà nếu như chư tăng mà đưa tay lên khều con rùi một cái là động tâm. Cho nên cái sức kham nhẫn có nghĩa là cái sự an lạc, an trú trong chánh niệm của một cái người đang hành thiền, là dù có mũi, dù có mồng, dù có rùi đi nữa, các vị đều bất động hành đạo. Cái sức kham nhẫn này chúng ta, nếu mà chúng ta tưởng, chúng ta mới thấy là rõ ràng là chư tăng có những cái phút giây thiền định trong rừng như thế. Và không phải ngồi một giờ đâu, có khi cả ngày này qua lẫn ngày kia, cả ngày lẫn đêm như vậy. Rồi mũi, mũi chích một cái là nặng, có nhiều con chích một cái giống như cái chiếc bông đeo ở lỗ tai, nhưng mà không khều, không đập, không giết đó. Và vẫn ở yên trong pháp của Đức Phật, tức là vẫn an lạc trong pháp đang hành. Đó mới là cái điều tuyệt diệu của những người mà hành đạo trong cái thời Đức Phật. Cái thời này chúng ta thì hiếm rồi, chúng ta rất là khó. Một con mũi chích là đã bắt đầu làm sao khó chịu rồi, nhúc nhích rồi, chứ đừng nói nhiều con. Đó là cái điều để chúng ta thấy là khi chúng ta hành thiền là chúng ta không có đủ định lực để vượt qua những cái biến động ở cái thời tiết, cũng như biến động của rùi mũi, cũng như là biến động của môi trường, và thậm chí cái chuyện đau đớn. Nó thì vừa rùi nè, vừa mũi nè, vừa gió nè, vừa sức nóng mặt trời, vừa các loại bọ sát. Có khi đang thiền định một bầy kiến từ dưới tổ nó trồi lên, là tại vì trong rừng mà, chứ đâu phải ở trong nhà đâu. Thật ra có những cái gốc cây quý thầy tăng chúng ngồi hết rồi, thì có một vị tỳ kheo mới vừa tải cái tọa cụ xuống thôi thì chưa thấy kiến, bắt đầu vừa đặt mông ngồi là nó nẻ bịch bịch. Từ dưới lên là phải ngồi yên không động đậy, gần như không làm động. Chúng tăng không có vụ ái da tôi đau quá, không có chuyện này đâu. Giữa tăng đoàn im tinh thích 1250 vị không hề có tiếng động. Như vậy là vị tỳ kheo đó đặt mong để ngồi xuống rồi, dù là bị con gì cắn ở dưới là gần như bất động không ai hay. Đó là cái cách mà chư tăng đạt tới những cái thiền định để vượt qua những cái khó của thân xác. Đây gọi lại cái từ kham nhẫn. Rồi những cái mà mạ lị phỉ bán, không phải đời chúng ta mới bị mà thời xưa chuyện này cũng xảy ra. Vì lý do tại sao họ có đôi lúc đó, chúng ta nghiên cứu kỹ lại lịch sử trong cái thời đó thì có tới hơn 62 cái loại đạo trong cái thời Đức Phật. Ra tăng đoàn của Đức Phật đi tới đâu á, thì những cái người mà đi theo ngoại đạo tà giáo lần lần được chuyển hóa đi theo Đức Phật nhiều lắm. Cho nên cái chuyện mà ăn quán mà phải bị trên đường đi á, thì rất là nhiều, không có ít. Như vậy là có những cái chuyện mà phỉ báng chửi mắng trong tăng đoàn thời Đức Phật, ngay cả Đức Phật vẫn bị họ chặn đường, họ chửi. Đó là cái chuyện gì mà mình hay kể. Chuyện có một cái lần là có một cái ông trưởng giả, đúng không? Ông trưởng giả đó có người con gái là gần như là mỹ nhân, mình bây giờ gọi là hoa hậu đó, đẹp. Không, hoa hậu vậy giờ là không có thành đẹp được. Mình phải dùng từ mỹ nhân mới là người đẹp, chứ còn hoa hậu bây giờ là hết đẹp rồi. Như vậy là về tướng tốt, tướng hảo, tất cả mọi cái đều đạt tới một cái đỉnh điểm gọi là đẹp tuyệt mỹ trong cái vùng làng đó. Mà ổng lại có tiền, ổng rất là giàu, nhiều các vị giàu có, các vị quan chức tới để hỏi làm vợ, nhưng ổng chưa có gả. Ổng rất là giỏi về tướng số, tướng pháp, cho nên ổng tìm cái người có cái tướng gì đó để có thể làm vua, làm chúa, ổng mới gả con. Chứ còn người phàm ổng không có gả. Thì một hôm ổng đi ngoài đường, ổng thấy cái dấu chân in trên cát. Ổng thấy đây là dấu chân của một bậc, phải nói là đại vương, chứ không phải là vị vua chúa bình thường. Ổng mới theo tới gốc cây, thì thấy một cái vị sa môn ngồi để thọ trai đó. Ổng lại khi Đức Phật ngồi là ngồi kiết già, lật cái bàn chân lên, thấy rõ ràng là cái bàn chân này có cái chữ vẹn ở đó là kinh khủng lắm. Và rồi còn là thêm mấy cái mục ruồi son dưới bàn chân nữa. Tức là tất cả những cái quý tướng nó lộ ra trong cái lòng bàn chân, chưa nói tới cái tướng khác, lộ tướng lòng bàn chân thôi.
Ông lại ông nói này Sa Môn, ông đừng có cực khổ đi xin ăn từng bữa nữa. Ta là đại trưởng giả và ta có con gái đẹp tuyệt mỹ. Tất cả vua quan cái vùng này đều rất là mê, nhưng mà ta nhất định không gả, ta dành nó cho ngươi. Nếu ngươi làm rễ ta thì tất cả những cái kho đụng ổn, kể một loạt những cái kho vàng, kho bạc đồ đủ hết. Thì như vậy là mi vừa có mỹ nhân mà mi vừa có của cải giàu có, đừng có đi khất thực nữa. Đức Phật thản nhiên ngước lên nhìn ổng, cười, không nói câu nào. Ổng lặp lại lần thứ hai, lặp lại lần thứ ba, thì Đức Phật thản nhiên ăn xong bữa cơm, chú nguyện thí chủ xong rồi. Ông kia cũng phải kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời của Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: "Nên này trưởng giả, cái đãi hồi thú đó ta bỏ lâu lắm rồi." Ông phe con gái đẹp rồi bị ông Phật nói câu đó. Thì ông bắt đầu tức giận lên, ông mới về muốn kể con gái. Thì người cô con gái nghe cũng tức giận lên là thề sẽ trả thù. Thành ra là nhận lời làm vợ của một vị vua kế bên đó, chờ Đức Phật đi tới. Thì một hôm Đức Phật với A Nan đi tới, bả ra lệnh là đám côn đồ đứng hai bên đường, khi Đức Phật tới là cứ chửi, chửi túi bụi. Đức Phật đi rất là thản nhiên, không hề có dính cái gì trong tất cả những lời chửi của hai người hai bên. Nhưng mà A Nan chịu không nổi rồi. A Nan nói: "Thưa Thế Tôn, bây giờ rút đi Thế Tôn ơi." Đức Phật hỏi: "Đi đâu rồi?" Nó đi về cái chỗ nào mà ta kính ngưỡng Đức Thế Tôn, chứ bây giờ tới chỗ này ai cũng chửi hết, mình đâu có giấu quá được đâu. Thì Đức Phật mới quay lại nói: "Nè anh em, từ xưa giờ có thằng cha thầy thuốc giỏi nào mà dán cái bảng trước cửa là bệnh nào nhẹ nhẹ tôi trị, bệnh nặng tôi cũng trị không?" Nên nó đâu có thầy thuốc giỏi là bệnh nặng bệnh nhẹ cũng trị. Thì Đức Phật nói cũng vậy, ta là Mật Đại Y Vương mà, những cái nơi ta đã giáo hóa thì đệ tử ta được giáo hóa, thì họ quy thuận Tam Bảo rồi. Còn nơi này là nơi chưa có kính ngưỡng Tam Bảo, thì đây là chỗ mà ta cần. Thì vừa nói xong câu đó là hai hàng quỳ xuống liền, xin Đức Phật ở lại giáo hóa. Thì chúng ta thấy là khi mà được gọi là ở đây bị mạ lị chửi mắng mà phải kham nhẫn, thì có những cái chuyện mà chửi do mình sai nó cũng có. Có những cái chuyện cái người tu mà bị chửi là rõ ràng mình cũng thấy bất ngờ, không biết tại sao mình chửi. Tại sao mình bị chửi? Nhưng mà nếu như mỗi người mà được gọi là kham nhẫn ở đây sự mạ lị chửi mắng của người khác, thì người đó giữ được cái tâm yên tịnh, an trú trong cái pháp hành của Đức Phật dạy, thì người đó mới được gọi là kham nhẫn như là Đức Phật dạy. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị gì? Bị dao động bất an, tâm chúng ta sẽ bị thấy là mình bị xúc phạm, rồi mình bị mắng nhiếc chửi rủa nặng nề vân vân. Có nghĩa là tâm chúng ta đã bị dao động, và như vậy là không đạt được cái sự kham nhẫn như Đức Phật muốn nói ở đây. Mà không đạt được sự kham nhẫn thì không dứt trừ được những kiết sử như Đức Phật dạy. Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái cảm thọ của thân mình rồi. Thọ sự thống khổ. Khổ cỡ nào? Giờ nói chuyện ngồi thiền thôi nha. Những người mà mới tập ngồi thiền á thì nếm cái mùi gì? Đau thấu xương đúng không? Đau thực sự là thấu xương. Mấy lần kiểm thiền tôi thấy vui lắm. Cái mặt đó thì lúc đầu nó cũng an lạc lắm, cũng hít thở bình thường lắm. Hồi có bắt đầu nó hơi nhíu nhíu mày chứ. Bắt đầu nhíu mày, ngồi cái nhăn mặt, ngồi cái gồng vai, cái hồi chịu nổi bóp chân thả xuống. Không có đủ sức để có thể ngồi hết một cái thời thiền. Có nghĩa là gì? Cái sự đau của thân xác chúng ta không chịu đựng hết một cái thời tu tập. Nhưng ngày xưa không có chuyện đó. Chưa đang ngồi kiết già thì sao? Ngồi qua đêm. Chứ không có chuyện nằm, ít khi là có chư tăng nằm lắm. Tại vì giữa rừng ngồi gốc cây mà. Thì mấy cái vị tỳ kheo mà mới là thiện lai tỳ kheo một ngày thôi, theo Đức Phật á, là bẻ cái chân để ngồi kiết già là một chuyện cực kỳ khó khăn. Vậy đó mà chư tăng kiết già qua đêm là vị này cũng kiết già qua đêm. Là coi như là chấp nhận đau mà thấu xương ngay từ cái phút đầu tiên. Chứ không có đơn giản đâu. Nếu mình hiểu được những chuyện này mới thấy là cái sức mà để có thể
vượt qua được những cái đau thống khổ nơi thân của các vị là kinh khủng lắm. Chứ mình thấy cái chuyện Chư Tăng đi ngồi ở trong rừng là chuyện bình thường đúng không? Mình nếu mà không có nói kỹ là mình thấy chuyện rất là bình thường, nhưng không có. Các vị ngồi lâu rồi thì cái chuyện mà ngồi nguyên đêm là chuyện bình thường. Ít khi nào Chư Tăng thời Đức Phật lưng dính chiếu lắm, đa phần là ngồi kiết già qua đêm hết. Do vậy những vị mà mới xuất gia mà phải bắt chân kiết già mà ngồi đỉnh đạt qua một cái đêm trường như vậy thì quý vị biết là cái lực đó là kinh khủng, không có đơn giản. Mặc dù mới vào đạo thì chưa có định lực đâu, nhưng mà cái lực để có thể vượt qua được cơn đau này là một cái sức kham nhận lớn. Thì gọi là chịu đựng những cái thống khổ ở nơi thân, tức là những cái đau đớn tận xương tủy, phải nói như vậy. Nhưng mà trên gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản, giữ nguyên cái tư thế kiết già trong thiền định suốt đêm. Thì vậy là cái sức kham nhẫn lớn, không có nhỏ. Chính vì vậy họ mới vượt qua sinh tử được. Còn mình thì sao? Chịu nổi không? Chịu nổi mấy tiếng? Thật ra là ngay cả những người xuất gia lâu năm, khi mà ngồi kiết già đến cái mức độ đau rồi là một thời gian ngắn, loạn tâm liền. Loạn tâm thì không thể hiện cái sự kham nhẫn, an trú trong cái chánh niệm, hưởng được cái sự an lạc trong pháp hành, không có. Họ không vượt qua nổi cái đau của thân. Và như vậy là không có được cái sức kham nhẫn lớn thì không thể vượt nổi cái sinh tử lớn đâu. Đó là điều mà để chúng ta thấy vừa thống khổ nè, vừa khốc liệt. Ở đây dùng cái từ khốc liệt là một cái gì đó nó đau đớn tận cùng của thân xác rồi. Vì Chư Tăng ngày xưa thì không có bị cầm cọng, không có bị trói cột rồi, chỉ có cái đau mà khốc liệt nhất là cái đau của ngồi kiết già thôi. Chứ không có đau nào khác hết nữa. Vì là cái đau độ khổ tận cùng đó, ngồi mà đến độ mà cái xương mà nó nhức, mà nó giật từng sớ như vậy á, chúng ta cũng phải ngồi yên đó. Thì sự đau nhói, sự nhức nhói thì rất cái cách diễn tả của cái người đau thì chúng ta thấy là đau khổ khốc liệt, nhức nhối, đau nhói tận xương tủy, nhưng mà các vị vẫn giữ được sự bình thản trong công phu. Đó là cái mà Đức Phật muốn dạy, muốn nói tới cái chuyện gọi là kham nhẫn. Bây giờ mình đó, bây giờ phát tâm kham nhẫn ngồi kiến dạng đêm nay đi nha. Rồi, có ai ngồi nổi không? Thế bây giờ tối đêm nay chúng ta sau cái buổi mà nghe giảng rồi, mình thể hiện sự kham nhẫn của mình, bắt đầu về tới chùa, lên thiền đường, bắt chân ngồi kiết già tới sáng, không đặt lưng xuống chiếu. Chịu nổi không? Rất khó đúng không? Người ta thấy là khi mà chúng ta được mà học ở những cái bản kinh này á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái ý chí tu tập của mình bây giờ so với các vị ngày xưa thua xa lắm. Cho nên tại sao hỏi ngày xưa người ta nhiều người tu đắc đạo quá, thời nay không có được mấy người. Lý do tại sao mình hiểu rồi đúng không? Nhưng mà quá rõ cái chuyện của mình rồi đó. Mình nói những điều này để mình so sánh giữa mình và người xưa thì không có chỗ để có thể so sánh được. Phải nói như vậy. Thì dần hồi cái chuyện mà chứng thánh quả, rồi cái việc mà vượt thoát tam giới thì lại là một cái chuyện mù khơi đối với tăng ni thời này. Phải nói thật là như vậy. Để thấy rằng chúng ta vượt qua được một cái khó ở nơi thân, cái đau khổ, cái khốn khó, cái nhức nhối của nơi thân là một cái chuyện đã khó rồi, không phải dễ rồi. Và nếu mà cái thân này mà chúng ta không vượt được á, những cái đau khổ đó, thì chúng ta không thể nào vượt qua cái kiếp người này để có thể bước vào một ngưỡng cửa mới của thánh. Rất khó, không phải dễ. Vì là nhức nhối thì sau này dùng cái từ nó nhẹ đi, không sung sướng, không thích thú, nhưng mà có cái chuyện gọi là chết điếng người nữa. Nó đau đến cái mức độ mà nếu quý vị mà có kinh nghiệm ngồi thiền á, mới thấy rằng á, ngồi một chút bắt đầu nó tê bắt đầu nó đau bắt đầu nó buốt, vừa tê vừa đau vừa buốt vừa bế tắc. Gần như chúng ta cảm giác là tất cả những cái động mạch, những cái tĩnh mạch chúng ta bị tắt hết rồi. Nó tê đến mức độ mà chúng ta không còn có cái cảm giác từ cái ống chân, từ cái bàn chân cho tới cái ống chân, là tới cái đầu gối, cho tới bắp đùi, rồi lên tới cái mông.
Tới lúc đó là quản rồi, nó bắt đầu nó lên tới bụng, bắt đầu sợ nghẽn tim chết buông chân ra liền. Rất em phải chịu lên tới trên đầu lắm. Không có, hồi xưa là tôi thưa thiệt là tôi cũng thử mấy trận rồi tôi cũng không vượt qua nổi. Nó lên tới đây là bắt đầu quản sợ chết là tháo chân ra. Mà thật sự là khi mà gửi chân ra y như là thoát khỏi cái cảnh mà địa ngục rồi đó. Cái đau mà đau chết điếng á, thì rất khó có người có thể giữ được sự bình thản. Ở đây để chúng ta thấy rằng có những cái mà nó xảy ra nơi thân của một người mà nó từng nói tới cái chuyện công phu thiền định thế này thế kia nha, nhưng mà đến gọi hồi mà đau đớn đến mức độ tận cùng mà người đó vẫn giữ được cái yên ổn, giữ được cái sự bình thản, thì đến cái phút gọi là cái bức bách cuối cùng để xả lây cái thân này á, thì mới hy vọng là chúng ta giữ được sự bình thản. Còn bây giờ đau hơi quá một chút mà chúng ta chịu đựng không nổi thì cái phút mà tứ đại phân ly á, cái phút bức bách nó kinh khủng lắm, không đơn giản đâu. Ở đây chúng ta chưa chết thì nói chuyện đó chúng ta gần như cũng chúng ta không mơ hồ, chúng ta không có tưởng nổi phút đó tứ đại phân ly là phút gì. Nhưng mà khi đã có kinh nghiệm sống chết một lần rồi, quý vị thấy là cái phút mà tứ đại phân ly á, từng mạch của chúng ta nó bức sẽ tê liệt tất cả những cái cơ quan. Mà ví dụ như có một cái chỗ nào, chúng ta tưởng tượng những người mà chỉ cần tắt cái tĩnh mạch ở ngón tay thôi, máu không lưu thông một thời gian, nó teo ngón tay, nó đau suốt 24/24. Như vậy là cái phút mà phút cuối của chúng ta, những cái tĩnh mạch tắt dần, máu không lưu thông, chúng ta mới thấy nó đen người. Cái phút chết là người bắt đầu nó đen, máu không lưu thông, lúc đó là cái lúc đau kinh khủng lắm, không đơn giản đâu. Cho nên là thường là những người hay thác loạn trong cái phút cuối này. Cho nên những cái lúc đau thống khổ nơi thân này á, những cái đau mà đau gọi là đau chết điếng á, mà vẫn giữ yên được đó, chúng ta vẫn giữ yên được trong cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không bị loạn tâm á, thì rất khó. Thời này đã rất là khó, không phải dễ. Nhưng mà Đức Phật dạy nếu như một vị tu tập mà không đạt được cái điều này trong công phu tu tập cũng như trong đời sống đời thường thì sao? Thì sự tàn hại sẽ xảy ra, nhiệt não sẽ khởi lên, phiền não sẽ sinh khởi. Còn nếu như mà vượt qua được những cái thống khổ nơi thân thì cái tàn hại của mình là không bao giờ có, phiền não không bao giờ xảy ra, và cái gì nữa? Lậu hoặc không xảy ra đó. Thì nếu như một vị ấy khâm nhẫn như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và diệt não không còn nữa. Vị tỳ kheo này, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc do khâm nhẫn được diệt trừ. Cái cửa này mấy người qua nãy giờ là do trí vượt qua nè, do phòng hộ vượt qua nè, thấy chưa? Thì tới cái này gọi là do cái khâm nhẫn để diệt trừ lậu hoặc. Cửa này chúng ta qua nổi không? Trong bảy cửa, thấy vậy, cửa này rất là khó. Nếu mà chúng ta không vượt qua được cái này rồi thì lậu hoặc không tận diệt được. Mà không tận diệt lậu hoặc được thì không thể chứng quả thánh hiền được. Đó là cái để chúng ta thấy nha. Thật ra nội cái chuyện mà chúng ta thấy là ăn mà ít đồ ăn thôi là mình ăn được mấy ngày. Nói chi là ăn cơm không với nước tương hay là với muối mè gì đó, chúng ta ăn được mấy ngày? Bỏ chùa trốn mất. Chúng ta ví dụ như ngủ một đêm mà không có mùng, phải không? Chùa không có may mùng kịp thì bỏ chùa đi mất. Chứ đừng có nói chuyện khác đâu. Còn ngồi thiền á hả, mà nhất định là một tiếng hồ mà không cho kéo cái chân ra thì đêm tới sáng kiếm người đó không gặp. Đêm một là bỏ trốn hết rồi. Cho nên chúng ta thấy là mỗi một lần mà đi kiểm thiền á, là bắt đầu từ 20 phút. Có người sớm hơn là 15 phút là bắt đầu động đại rồi. Thiền mà mắt liếc tới liếc lui, thấy ông thầy xây lưng cái kéo chân bỏ lấy khăn đại lại. Đúng không? Chúng ta không đủ sức kham nhẫn để chịu đau. Mà đây là một cái sự thật. Rõ ràng là cái sức kham nhẫn chúng ta không có, không vượt qua nổi cái sự đau thống khổ nơi thân xác này. Như vậy là có những cái lần á, có những lần chúng ta thử vượt qua cơn đau để mà mình phá được cái đau nơi thân, thì đây là
thường là những người mà cái duyên thiền định họ sâu lắm, họ mới vượt qua cái kiểu này. Và vượt qua được một lần từ đó sao hết đau. Chúng tôi gặp một số người họ vượt qua bằng ý chí, sau đó họ đau lại. Thì cái này không phải. Nếu mà có những cái pháp hành mà khi chúng ta đi vào cái công phu thiền định đó, đến cái lúc đau càng lúc càng tăng, càng lúc càng tăng, càng lúc càng tăng, mà chúng ta giữ pháp cho nó vững, không bị cái đau này nó phá mình, thì mình chỉ có một cái là càng đau càng biết. Thì cái biết mình càng lúc càng rõ, cái đau càng lúc càng nhiều, thì cái biết càng lúc càng biết, cái đau càng nhiều cái biết càng biết. Và chỉ cứ biết, cái biết về cái đau lần hồi nó sẽ là cái gì? Hai thằng. Mình là cái người biết và cái đau là cái bị mình biết. Và phải giữ luôn được cái hiện hữu của cái hay biết và cái hiện hữu cơn đau. Đau hồi chắc chắn là nó không mất rồi. Nhưng nếu như mà cái thiền định chúng ta tốt, lúc đó cái tư thế ngồi không bị vặn vẹo thay đổi, cái khí thở chúng ta nó dần hồi nó sẽ thông. Nó thông từ từ là chúng ta thấy bắt đầu hơi thở chúng ta nhẹ từ từ. Thì khi mà hơi thở chúng ta nhẹ từ từ thì cơn đau theo đó nó mới bắt đầu giảm. Và phải đạt tới một cái bước nữa là qua tới cái cửa ngõ thông rồi thì chúng ta thấy cái cơ thể chúng ta rỗng. Khi cơ thể chúng ta rỗng rồi thì cái đau buốt bắt đầu nó sẽ gần như biến mất. Và đi sâu hơn nữa để đi vào cái rỗng, để thân này nó gần thành không. Thông rỗng rồi mới không. Để chúng ta phải qua được ba cái bước này thì lúc đó là chúng ta vượt qua luôn cái đau. Từ đó là sao là ngồi nó không còn đau nữa. Còn chúng ta không đi qua con đường này mà cứ gán cho nó đau, đau thì gán chịu, rồng mình gán chịu là mai mốt chúng ta có đau lại, không có vượt qua được đâu. Đó, thì như vậy là những cái đoạn mà đến hồi mà chúng ta công phu để mà phá cái sắc ấm đó, thì một là chúng ta đi qua bằng con đường thiền định để vượt qua hết tất cả những cái đau, đạt tới cái không, cái rỗng, đạt tới cái không thân thì nó vượt qua cơn đau hoàn toàn. Còn không thì chịu. Cho nên là nếu mà cái thiền định chúng ta không đủ cái lực để chúng ta vượt qua cái cơn đau, cái bế tắc, cái thống khổ của vật chất của cái thân này thì rất khó mà có thể đạt tới cái đỉnh điểm giác ngộ ở bên sau của cái thân vật chất này. Cho nên là cái nhiệt não sẽ sanh ra, rồi cái phiền não sẽ sanh ra, cái lậu hoặc sẽ sanh ra và sanh tử sẽ tiếp nối. Thì ra đây là cái phần mà Đức Phật dạy chúng ta phải biết, nếu là chúng ta đi vào con đường giác ngộ giải thoát, chúng ta phải vượt qua những cái điều mà thống khổ, khó khăn, đau đớn ở nơi thân của mình. Rồi là phải biết, phải phòng hộ cái việc mà thọ dụng, ăn uống, thực phẩm. Chúng ta phải như lý mà tác ý để chúng ta đừng có bị dính nhiễm trong các cái sinh hoạt ăn mặc ở đời thường, để chúng ta không bị sinh cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì cái đời sống của chúng ta mới được an lạc. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Như vậy là cũng còn mấy phần nữa trong bài này. À, chúng ta kỳ sau sẽ tiếp tục. Thì hôm nay thì nó cũng đã quá gần như là phân nửa mùa xuân rồi. Đấy chứ, qua được một tháng gần phân nửa của mùa xuân rồi. Thì cái duyên chúng ta phải gặp lại trong đạo tràng này là đầu tháng 2. Thì trước khi dứt lời chúng tôi cũng thành tâm đảnh lễ chư Phật và cầu chư Phật chứng minh và gia hộ cho toàn thể tăng ni Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay. Trong năm mới này thì quý vị luôn được sức khỏe dồi dào và tinh tấn chứng tu đúng với chánh pháp của Đức Phật, để mỗi ngày phước đức và trí huệ mỗi được tăng trưởng và sớm đạt được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chắp tay hồi hướng, chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Thế nguyện đoàn
sức sống của thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống, đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống, vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc, đã được Đại Đức Thích Tuệ Hải thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc. Và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của Đại Đức Thích Tuệ Hải. Xin mời quý vị cùng nghe. Bài thứ nhất, Tạ ơn. Bao nhiêu năm phong trần đêm trời, đắng cay ngọt bùi, đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm màu muôn vẻ, đẹp làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn pháp giới sanh, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, âm nhạc reo vui khắp chốn nhân thiên. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào diệu màu tỏa rạng nghìn. Bài thơ thứ hai, Huyễn Như Nhân, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phù sinh bao kiếp thân trầm mài, chợt thấu mênh mông đạo diệu màu, vô minh thực chất minh tuệ giác. Có không, không có hư bày hiện, phải trái thị phi bông mây bay, tam thiên chỉ thoáng như bụi nhỏ,
như như nhất nhất ta bà